hậu nè. Rồi rồi quên nữa chứ. Trời ơi, đây các bạn. Đó. Chín với hậu nhìn vô bồn á. Ờ đây là anh. Nào gần gần đây gần kẹp phang là biết liền là chừng chừng thôi. Đó, đó các bạn thấy chưa? Kiếm nè. Đó, cái hậu đó là anh dòm lên cái bồn nha các bạn. Đèn đèn gọi vô bồn nè đó. Đó, đèn led thì gọi bồn luôn nè. Đó chạy chạy là không có trời kẹp phang kẹp bồn chứ. Không không sợ kẹp phang ha. Quá hay luôn. Nào gần. Ở đâu mà chơi một cái bóng đèn vàng này là nó có ý nghĩa gì vậy? Nó gõ hơn hay sao? Đèn trắng này á thì ba lúa nó trắng trắng nè, nó khó thấy, nhưng mà có đèn vàng với pha đèn trắng thì nó thấy như bình thường ban ngày á. Ờ vậy đó hả? Thấy bình thường như ban ngày luôn, nó không có khác gì đó. Ờ nó không có dạ ha. Ờ mà nó không có trái màu trắng á. Ờ hay vậy ta. Đó này cũng là một đúng là Việt Nam tự chế gõ gàng nha các bạn. Bây giờ là đổi vô. Trời ơi ok không? Ok không? Vậy ơi, ok không? Quý này. Trời ơi ba đồ quý này. Bữa nay ta sống lại rồi. Bữa nay ta sống lại rồi. Rồi bây giờ thì máy kéo đang chở vô các bạn. Đó, anh em chuyến này chở nhiều luôn nè, ba lớp luôn. Đây các bạn, Việt Nam tự chế đã lên đèn nha. Các bạn coi dàn đèn của Việt Nam tự chế đây. Xài đèn led luôn nha các bạn. Quá wow, tối giờ này nó muốn mờ luôn nè. Ai nói Việt Nam tự chế không có đèn đâu. Có đèn như là ban ngày luôn đó. Xài dàn đèn led đàng hoàng đó, thấy không? Đã không các bạn? Rồi còn đây thì bên máy kéo. Anh em cũng đang chở vô. Bữa nay máy kéo hết cù rồi. Ba lớp. À, đúng là đông sưng ha, cô gáo chạy thoải mái luôn. Bây giờ này cũng mát trời nữa nè, chạy đã thôi. À, lại đi mời rồi. Rồi đây các bạn, rồi các bạn xem cái dàn đèn của máy Việt Nam tự chế nha. Nó đèn led cỡ này thì các bạn biết rồi, chạy ban đêm cái nó sáng còn gì bằng. Đèn led trắng mà sáng kinh lắm. Ôi ôi, bóng đèn bên kia nó bự chà má luôn á. Bóng đèn bên đây nè, thấy không? Rồi ba bóng luôn nè, một cái bóng màu vàng nữa. Anh Quẩn mình chơi cái bóng màu vàng đầu trên nữa kìa. Ủa cái chỗ chưa có mở chỗ hứng quá nha các bạn. Nói chung là tại cái máy mình quay rồi nó thật sáng lên đó các bạn, chứ thật sự giờ này nó cũng tối rồi. Mặt trời lặn rồi các bạn. Hết hồn cái lần rồi bắn. Lục sưng năm nay tầm tháng 4 mà. Ủa hết phực đèn luôn. Có đèn trên bồn luôn nè các bạn thấy không? Đó, đèn đít, đèn bồn. À, đèn ở trên thùng một cây và dưới đèn chỗ anh em buộc lúa luôn đó. Nó lên dàn đèn cái giờ mới đã không? Này ban đêm cái là sáng rồi lung linh luôn á. Tại vì mình quay điện thoại nó hực sáng nha. Ai nói mấy Việt Nam tự chế không có đèn đâu. Dàn đèn còn dữ nữa.
sáng lung linh luôn nha các bạn. Bây giờ thì mấy anh vẫn hôm nay đang cắt miếng này là đài thơm 8 nha các bạn. Ở nhà nói miếng này chúng cũng là tầm khoảng là tấn 4 đó các bạn. Tại chủ ở bên kia làm hết 15 công là định giá được rồi đó. Ở giá thì được là 8.081 nha. Là khoảng tấn 4 á. Thì mấy anh quẩn chạy thì nãy mình cũng có dịch gom cho các bạn xem ha. Rất đạt. Ở trước này anh quẩn xài 3 đèn nha. Ở đây thì một đèn lớn và một quay đèn vàng đó nè. Chú trời cũng đèn vàng luôn trời. Đèn lung linh luôn không? Sáng rực luôn á. Bắt đầu cái dàn đèn ha. Đèn ở trên mui đó nha bạn. Cái dàn đèn chỗ buộc nha. Gọi là đèn đít nha. Rồi ở trên ở trên cái bồn lúa, ở trên một cuốn đèn nữa. À, đỉnh luôn không? Đó, là đèn ở trên nữa. Đã. Bởi này ban đêm chạy còn cái sáng như lắm sáng luôn á. Thủ chạy đêm luôn mà. Hết thầu. Mình quay giờ này nó cũng tối rồi, phải cho nên các bạn thấy nó mờ. Nó nhè rồi muốn hết thấy đường nha. Tại mình muốn quay cái cảnh ban đêm của chiếc máy Việt Nam tự chế cho các bạn xem. Từ đó giờ mình chỉ quay ban ngày thôi, chưa quay ban đêm ha. Đó, hôm nay mình quay là anh em cái cảnh là những cái bóng đèn của máy Việt Nam tự chế. Chiếc sáng. Sáng rực rỡ luôn. Tại mình quay nó thật sáng vậy các bạn. Rồi tiếp tục đang chạy xuống các bạn. Đây, nãy giờ mình lấy nét chữ lắm luôn nè, nó mới được rõ vậy nha các bạn. Chứ không hồi là tối hù nó mờ luôn đó. Giờ này thì quá tối rồi, mặt trời phước chú hết trơn luôn rồi đó. Mới cắt mở đèn luôn rồi. Sáng lung linh luôn. Nhờ cái điện thoại, cái máy của mình quay nó thật sáng đó các bạn. Chứ này mình xả ra một cái là nó tối lù rồi đó. Nhờ mình lấy cái độ sáng của bóng đèn nha. Quẩn bữa nay là buộc phải chạy tới ban đêm luôn các bạn. Tại vì quá nhiều, bữa nay đâu gần cả trăm công mà. Sáng giờ ảnh cắt hết miếng này nữa là ảnh là 6 mấy công rồi. Hôm nay mình quay ban đêm luôn cho các bạn tham khảo dòng máy của Việt Nam tự chế. Dàn đèn dữ lắm luôn, 6-4 đèn luôn mà. Là đèn led thì các bạn biết rồi, sáng dữ lắm. Mà anh Quẩn anh chơi cái bóng đèn vàng này mấy độc nè, có bóng đèn vàng luôn á. Đã rồi các bạn, sáng dữ ra, sáng luôn luôn. Quấy gì nữa? Cái cắt cơ gắn kiếm chiếu hậu là rồi quên nữa chứ. Trời ơi, đây các bạn. Đó. À, kiếm chiếu hậu nhìn vô bồn á. Ờ đây là anh Quẩn. Nào gần gần đây gần kẹt phang là biết liền là chuyện chừng đây. Đó, đó các bạn thấy chưa? À, kiếm nè. Đó, kiếm hậu đó là anh dòm lên cái bồn này các bạn. Đèn gọi vô bồn nè đó. Đó, đèn led gọi vô bồn luôn nè. À, chạy là không có sợ kẹt phang kẹt bồn chứ. Không sợ kẹt phang ha. Quá hay luôn. Nào gần đây cái là chuẩn chuẩn lại rồi ấy à. Các bạn thấy chưa? Không có kèm báo. Đây có cái đèn để dòm cái bồn trên này các bạn. Rồi anh
anh Quẩn ở sao, ở trước ảnh thì anh gắn cái hậu, cái kiến hậu ngay đây nha, để dòm vô cái bồn, nếu mà đầy thì hôm nay lắp thêm này. Ờ, năm nay thiết kế thêm được cái kiến hậu. Không nói là chạy kẹp khoan ngoài luôn á, chạy kẹp khoan ngoài đó. Thì hôm nay mình cũng tích cực mình quay cái cảnh ban đêm của máy Việt Nam tự chế chạy cho các bạn xem để tham khảo cái dàn đèn của anh Vững nha. Đó giờ quay ban ngày không ạ? Chứ quay ban đêm. Ở đâu mà chơi một cái bóng đèn vàng này là nó có ý nghĩa gì vậy? Nó rõ hơn hay sao? Đèn trắng này thì ba lúa nó trắng trắng nè, nó khó thấy, nhưng mà có đèn vàng với pha đèn trắng thì nó thấy như bình thường ban ngày á. Vậy đó hả? Thấy bình thường như ban ngày luôn, nó không có khác gì đó. Nó không có dạ ha. Đúng rồi, nó không có trá màu trắng á. Hay vậy ta. Đó đây cũng là một đúng là Việt Nam tự chế rõ ràng nha các bạn. Giờ là đổi kiến đó nè. Trời ơi. Đổi kiến ban đêm hay gì? Đêm. Đêm mình chơi kiến trắng. Đúng rồi. Hồi nãy anh đeo kiến đèn nha bạn đó, bây giờ kiến đèn anh trên đầu kìa. Móc ra kiến trắng tối rồi, móc ra kiến trắng. Đó bây giờ là tối. Vô. Đó. Sáng như tụi ba ngày á. Sáng ba ngày. Đó, tiếp tục đổi cái kiến luôn nha. Hết hồn chưa? Đó như vậy là đúng là Việt Nam tự chế của mình rõ ràng nha các bạn. Anh chế cái dàn đèn đòi đèn vàng riêng nha. Nói chung là thích nghi với mọi điều kiện đó. Thích nghi mọi điều kiện luôn đó. Chứ còn cô ta thì ta chỉ đèn trắng thôi. Đúng rồi. Thứ đèn một. Là đèn vàng hết. Hôm nay trắng phai vàng. Trắng phai vàng. Đó các bạn đây nè, dòm xuống đây nè ha. Trắng có vàng có, giờ là dễ dòm luôn nè, nó không có chá nha. Ha, đặc biệt chưa? Nói chung là nhìn như ban ngày đó. Dễ lắm. Các bạn nè, dòm nè ha, dòm vàng đèn nè. Nó trắng vàng rõ ràng luôn, thấy không các bạn? Đó trộn vàng đèn ha. Quá quyết chưa? Trời ơi, ok không? Ok không? Vậy? Ok không? Trời ơi, ba đồ quý này. Bữa nay ta sống lại rồi. Bữa nay ta sống lại rồi. Nãy ghê lên rồi, ghê lắm, mạnh lắm luôn. Nó lên đầu luôn kìa. Rồi Việt Nam chạy các bạn. Quá cái vàng đèn quá đẹp luôn nè. Có cái màu vàng vàng này quá đẹp luôn. Thì anh nói nó có cái màu vàng này nhưng mà nó ngon. Rồi chạy kìa. Chơi chưa? Quá trời luôn á. Mình cũng lợi thế anh quay cho các bạn xem á. Nói chung giờ này thì còn thấy đường được chứ tối tí nó là hết thấy đường rồi các bạn. Chỉ thấy cái bóng đèn không à. Quá cái dàn đèn đọc tiêu không. Quá đẹp dàn đèn. Cái dàn đèn nhờ cái nó màu vàng nữa các bạn. Nó dạ đảo quá luôn. Tối hết thấy đường rồi. Hết thấy đường rồi. Rồi, vậy thì mình xin kết thúc video tại đây các bạn. Bây giờ thấy đường quá. Hết lé nét được luôn rồi. Rồi. Đây các bạn, đó cái này là cảnh của máy Việt Nam tự chế đang cắt đêm nha. Anh vẫn có chế một cái dàn đèn nó màu vàng. Ở đây ra ngoài thì nó tầm cũng khoảng là cả cây số đó nha các bạn. Ừ.
ngẩn nghe cái hơi máy nó chạy. Văn ma 120 mã lực. Mình ra gọn cái là hết lấy nét lại được luôn. Hên quá các bạn ơi, mình là đang lấy nét lại được nha. Sáu bóng đèn, anh Quẩn mình chơi một cái bóng đèn vàng. Nó tí xíu nó quay mà qua mấy bên đây thì các bạn sẽ thấy cái dàn đèn vàng. Ủa. Chà, thôi nghĩ à. Dễ lao. Nếp bên này sáng lắm sáng. Rồi tiếp tục chạy rồi đó. Đó nó có cái màu vàng các bạn. Tháo băng điện bây giờ mới lộng lẫy không? Chơi mình tìm một cái bóng đèn ở trên bui nữa mà. Giờ này chỉ thấy được cái bóng đèn thôi các bạn. Chứ không có thấy được cái gì đâu. Sáng như ban ngày ha. Mình đầy gì chứ mình nói sáng như lắm sáng. Vàng đèn led mà. Hết thấy người luôn. Thấy được dạng dạng. Đột sưng mà các bạn, ở Đông Cang bây giờ buộc phải chạy bằng điên luôn nha. Cái hậu cũng dài ghê. Hậu này là hậu khoảng 500, mà mình đứng này thì tầm ra đó cũng khoảng cây số. Nhờ bóng đèn đó các bạn, mình ta quay được cái bóng đèn để sáng sáng cho các bạn xem chạy ban đêm ha. Đây là mấy chiếc nam tự chế của anh Quẩn nha. Cái thật sự giờ này thì hết thấy người rồi, chỉ thấy được cái bóng đèn.
Qua đây nghe cái hơi